sao cua khủng bố luôn, cua rất là ngon, con số nó bò ngược vào lại. Hôm nay em thăm gặp cua trúng mánh cả nhà ơi, nên lựa mấy con cua chắc này em luộc ăn một bữa. Lâu lâu rồi ăn cua một bữa cho nó tới bến luôn cả nhà. Bữa nay trúng mánh cua bự 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 không? Cái này, cua này rất là ngon, cua toàn cua chắc không ạ. Bữa nay lựa cua càng kinh. Quá trời cái càng nó bự cua chắc mà cái càng nó quá trời cái càng nó luộc. Cua này ăn nó mới tới nè. Cua này là ăn xứng đáng đồng tiền luôn. Hôm nay hai chồng em thăm gặp cua trúng mánh này, lựa được một ít cua ngon ra. Hai chồng luộc chấm muối tiêu chanh ớt. Mời cô chú anh chị cùng dùng với vợ chồng em nha. Hôm nay sáng mà hai vợ chồng em nhiêu đây là hướng sáng, nhiêu đây là bữa nay khỏi ăn cơm nữa cả nhà ơi. Em mời cả nhà mình cùng dùng cua cùng vợ chồng em nha. Nè, em ăn con cái càng này. Ồ, con cua này quá trời ngon. Bắt đi cái càng này chắc. Mời cô chú anh chị mình cùng dùng món cua luộc cùng vợ chồng em nha. Cua luộc chấm muối chị chanh đây nha. Bỏ miếng ớt cho nó cay cay nha. Lâu lâu thăm gặp cua trúng mánh nữa, hai chồng lựa mấy cua ngon được ăn. Bữa nay con nào cũng chắc hết trơn cả nhà, mình bắt vô mình luộc liền vậy nó cái thịt nó rất là ngọt cả nhà. Trường hợp như anh chị mình mà mua cua, mình di chuyển đi một vài ngày thì cua nó bị ốp nha. Là lý do ăn cua nó bị ốm đó nha. Còn cua mình bắt lên mình luộc liền gì nè. Là ăn cua nó nhìn nó rất là ngon nha. Mình gỡ mình đập nó hơi bể quá. Lâu lâu mình mới được cua bự mà nó chắc như vậy đây cả nhà, chứ không phải là ngày nào mình cũng có được cua chắc như vậy nha. Nên bữa nay thấy có cua chắc ngon quá, hai chồng em giải quyết luôn. Làm hoài như vậy cả nhà, lâu lâu ăn bữa cho nó tới bến luôn. Mấy cái càng này xử cái này lớn rồi. Em ăn đi được đâu, anh đập cái càng. Cua đập ra là dung thịt luôn nha, em làm này. Mình ăn đi chứ, vậy cũng ưu tiên cho em chân vậy. Em ăn lấy lại sức. Em lại mất sức quá. Lấy lại sức này chiều nay đi chiến đấu đừng bắt cua bự nữa hả? Chiều nay đi bắt cua bự nữa. Về em cái gì không biết chứ cua to thì lúc nào cũng có cho cả nhà. Này mình bắt ở trong vuông ra chứ mình cũng không có mua lại nha. Nó cũng đỡ cái phần tốn kém lắm mà. À nha. Lâu lâu mình thèm mình muốn ăn cua tôm thì mình bơi ra vuông một vòng là vuông mình có cua tôm ăn rồi cả nhà ơi.
đất con này. Lô đặt xong rồi em lo à. À. Chứ là mà càng cái chặng nào cái chặng đấy xứng đáng. Hết cái tịch luôn. Cái đuổi cua mà cái cục thịt nó giống như là cục thịt ớt vậy đó, giống như cái cục thịt cái đuổi ớt vậy đó, quá trời cục thịt luôn. Đặc biệt con cua Cà Mau thì cái thịt nó rất là ngon nha. Tắt ra có muối sơ sơ gì nè. Ra còn cái bọng cua không? Mình mua cua ăn mà được những cua gì là nó dùng nó mắc nhưng mà mình có không tiếc nữa, tại vì nó cũng xứng đáng đồng tiền đó nha. Anh mình bóp gì ra là anh rút được hết nó ra rồi. Cái thịt nó chắc nó dễ lắm. Chạy lắm. Cua ớt biết là chắc rồi nè. Cua đực mà đặt gì sớm cãi đi. Cua ăn là mấy chàng á. Ăn hồi lạc mắt ấy chàng với em ạ. Cái lạc nó hát biết ngon. Cua mình mua nó cũng ít có cua chắc như vậy lắm cả nhà. Trừ ra mình cua vuông á, mình bắt lên mình gặp ngon là chắc mình luộc trước như vậy nè. Chứ không mình mua là cũng ít có khi nào chắc như vậy lắm. Sớ thịt nó gì nè. Đó. Mỗi lần ăn cua thì hầu như cái gạch cua em ăn thôi nha. Thực tế là bà xã mình quá ăn được cái gạch cua nha. Em một cái đùi. Ý là đây anh rút chưa hết thịt nó. Con cua nào cũng cái đùi nó thịt cỡ này nè. Tắt ra nè. Gỡ đây có muối, có muối cho mình. Nè em còn nhóc nè anh ăn đi. Sáng ngày chồng mình xề cua này là ấm áp, ấm gần, hết ăn cơm nữa anh. Sáng ngày xề cua này là hết ăn cơm được. Hết ăn cơm nè. Nè đỡ tốn một cữ cơm sáng. Hai chồng em ăn uống xong nên là bữa nay chắc khỏi ăn ăn cơm buổi sáng này. Ăn cua nhiều để cũng no rồi nha. Giờ em xin phép video đây và hẹn gặp lại cả nhà mình vào video tiếp theo nha. Em hẹn gặp lại cả nhà mình video sau nha.